Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Chuyết Tô. Hôm nay, mời mọi người đến với tập 55 của bộ truyện Quang Phong Lãn Vũ, tác giả Tề Đằng Nhan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân viên phỏng vấn ở bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra. Một người là chủ tịch, một người là giám đốc, hai người đối diện trực tiếp với nhau. Ngay khi bọn họ cảm thấy được, Tề Đằng Nhan nhắm mắt, gần Hướng Chính Phi đánh tát, Tề Đằng Nhàn đã ra tay. Hắn đưa tay nắm lấy một ngón tay của Hướng Chính Phi, bẻ gãy, từng tiếng răng rắc như đứt từng khúc. Tiếp đó, hắn đè gáy Hướng Chính Phi xuống, tàn nhẫn, dí mặt xuống bàn. Phịch, đầu Hướng Chính Phi va chạm với mặt bàn, xương mũi như trực tiếp bị gãy ra, gương mặt đầy máu, miệng phát ra tiếng kêu rên. A, à, mày, mày, mày có can đảm dám đánh tao, lại có thể dám đánh tao. Hướng Chính Phi không thể tin nổi mà gào thét nói, tao không biết mày lấy từ đâu sự tự tin này, cho rằng tao dựa vào cái gì mà không dám đánh mày. Tề Đằng Nhàn thản nhiên hỏi han, còn cầm tóc của Hướng Chính Phi. Hắn nhấc đầu Hướng Chính Phi lên, sau đó để mặt đối mặt với bàn, lại giữ tợn một chút. Ngay sau đó, bề ngoài hắn cười nhưng trong không cười, hỏi han, mày, một thằng tổng giám đốc, không hiểu phải tôn trọng cấp trên hà? Còn đến trước mặt tao đe dọa, ai cho mày cái can đảm đấy? Mặt Hướng Chính Phi đập liên tục hai lần vào mặt bàn, may là không trực tiếp bất tỉnh đi. Kiều Thanh Vũ thấy một màn như vậy, trực tiếp bị dọa đến ngây người. Tề Đằng Nhàn cũng quá bạo lực, lại có thể thật sự dám đánh Hướng Chính Phi. Dương Quan Quan ở một bên cũng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ rằng sự việc lại có thể phát triển đến tình trạng như này. Kiều Thu Mộng nói không sai, người này rất thích gây chuyện. Dương Quan Quan có hơi đau đầu. Nếu Tề Đằng Nhàn bởi vì đánh Hướng Chính Phi mà rước lấy đại lão bản thần bí Tư Bản Thiên Lai không vừa lòng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tề Đằng Nhàn buông lỏng đầu Hướng Chính Phi ra, ngồi xuống dưới ghế của mình, thản nhiên nói, tôi nói phải bổ nhiệm Dương Quan Quan làm giám đốc kính, các vị cổ đông có ý kiến gì không? Không có, không có. Những vị cổ đông đó đều là những công ty cao cấp, dường như đến hơi sớm, cũng chính mắt thấy Tề Đằng Nhàn trừng trị Triệu Cường như thế nào. Bây giờ, nhìn Hướng Chính Phi bị Tề Đằng Nhàn đánh cho giống như một con chó, làm sao còn dám nói nửa câu rong dài. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu được, tố chất Dương Quan Quan hơn người một chút, đã từng đi du học. Huống hồ, ngực so với Kiều Thanh Vũ lớn hơn rất nhiều, cảnh đẹp ý vui, rất thích hợp. Họ Tề, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Hướng Chính Phi gượng gạo đứng thẳng dậy, trên mặt đều là máu, dữ tợn nói. Tề Đằng Nhàn liếc mắt nhìn gã ta một cái, nói, nếu đã muốn hạ quyết định, tan họp đi, Dương Quan Quan đến văn phòng của tôi, chính thức tiếp nhận công việc giám đốc bí đi. Hướng Chính Phi đập bàn, giận dữ hét lên, ai cũng không được đi. Họ Tề kia, mày đợi tao, tao gọi điện cho Hướng Đông Tinh. Mày, đồ chó dữ, dám cả gan cắn lại chủ nhân, xem cô ta trừng phạt con chó như mày như nào. Kiều Thanh Vũ cũng vội vàng nói, đúng vậy, gọi điện thoại cho Hướng Tổng. Chẳng qua là Tề Đằng Nhàn giúp Hướng Tổng dạy dỗ một con chó mà thôi. Cắn lại chủ nhân, chắc chắn phải bị trừng trị. Hiện giờ, cô ta cũng bị dọa sợ không nhẹ. Không nghĩ tới, Tề Đằng Nhàn lại bạo lực như vậy, đánh Hướng Chính Phi một trận ngay tại chỗ. Hướng Chính Phi bấm số điện thoại của Hướng Đông Tinh trước mặt mọi người, mở loa ngoài. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm lạnh nhạt của Hướng Đông Tinh phát ra từ loa điện thoại truyền ra đến, trước sau như một, lạnh như băng. Đông Tinh, chủ tịch Bù Nhìn ở Tư Bản Thiên Lai, tôi chủ trì thông báo tuyển dụng, lại đánh tôi. Cô cho tôi toàn quyền phụ trách thông báo tuyển dụng công tác giám đốc bí thư. Tôi đã muốn tuyển người tốt, nhưng người này giữa chừng đấu tranh, bãi bỏ phương án của tôi, cô chấp tuyển một người khác. Tôi không đồng ý, hắn ở trước mặt mọi người, đánh tôi một trận. Cô nói, chuyện này nên xử lý như thế nào? Hướng Chính Phi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hỏi, trong lòng đã muốn căm hận đầy máu. Hướng Đông Tinh nói, cậu bị đánh. Hướng Chính Phi nói, mũi tôi thậm chí còn gãy. Hướng Đông Tinh nói, ồ, vậy cậu còn không đánh lại đi, cũng không phải trẻ con, đánh không lại còn muốn mách cha mẹ. Huống hồ, tôi cũng không phải người nhà của cậu. Hướng Đông Tinh nói ra những lời này, trực tiếp khiến cho Hướng Chính Phi suýt nữa hộc máu. Tôi đánh không nổi hắn. Hướng Chính Phi đuối lý nói, đánh không lại, vậy không có cách à, người ta là chủ tịch, cậu là tổng giám đốc, cậu không nghe lời, bị người ta đánh, còn đánh không lại người ta, vậy còn có cái gì không dám? Hướng Đông Tinh hỏi, không phải, cô không phải là nên làm chủ cho tôi hay sao?
hắn có thể có ngày hôm nay, tất cả đều do cô ban ơn. Bây giờ, hắn đánh trả tôi, đánh người trong Hướng ra, lấy oán trả ơn, không xử lý hắn một chút hay sao? Đầu óc Hướng Chính Phi cũng không đủ dùng, khiếp sợ hỏi. Hướng Đông Tinh nhàn nhạt nói, được, tôi xử lý một chút. Cậu lập tức từ chức tổng giám đốc, tư bản Thiên Lai, rời đi, quay về làm việc ở trụ sở chính. Chức vị này, tôi sẽ tìm người khác thế chỗ. Đầu Hướng Chính Phi cảm giác như bùng nổ. Hướng Đông Tinh rốt cuộc là có ý gì? Bỗng dưng, sắp xếp loại hành vi xấu xa này, lại có thể theo đuổi tự do. Bản thân bỗng nhiên bị đánh, lại không có gì. Hơn nữa, kết quả cuối cùng lại là bản thân bị mất chức, gọi về công tác ở trụ sở chính. Làm việc ở trụ sở chính đâu phải là giám đốc của một công ty mới, vua một cõi về sau sống hay được. Lời nói Hướng Đông Tinh, tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều nghe lọt vào lỗ tai. Vẻ mặt Tề Đằng Nhàn hờ hững ngồi xuống, xem Hướng Đông Tinh có thể xử lý hắn như thế nào. Hiện giờ, hoàn cảnh tập đoàn Hướng Thị vô cùng khó khăn, từ từ càng lớn sâu, đến lúc đó còn phải dựa vào hắn phá cục. Nghe nói, Ngọc Tiểu Long trở về Đế Đô, đã tập hợp lực lượng vốn lớn từ xí nghiệp của Ngọc gia để chuẩn bị tất cả đầu tư vốn vào cuộc chiến này, thâu tóm tập đoàn Hướng Thị. Áp lực lớn như vậy, một mình Hướng Đông Tinh không gánh được, còn phải dựa vào Tề Đằng Nhàn. Gương mặt Dương Quan Quan mông lung, làm sao Hướng Đông Tinh lại thiên vị Tề Đằng Nhàn như vậy? Người thân trong nhà bị đánh, còn chẳng quan tâm, thậm chí còn trực tiếp chuyển người này đi nơi khác. Đi rồi, Tề Đằng Nhàn đứng dậy, vẫy vẫy tay với Dương Quan Quan, ung dung nói. Dương Quan Quan lấy lại tinh thần, sau đó thoáng cúi đầu với các vị cổ đông, đuổi kịp bước chân của Tề Đằng Nhàn. Hướng Chính Phi ngồi yên tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi mọi người đã đi hết. Lúc này, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Kiều Thanh Vũ cũng là có cơ hội, cơ hồn phách lạc. Nắm chắc vị trí thư ký, bỗng nhiên lại thất bại. Mà Hương Chính Phi còn bị Tề Đằng Nhàn đánh thành dáng vẻ như tên rắc rưởi. Cô ta nhớ lại, bản thân trước đây ở trước mặt Dương Quan Quan và Tề Đằng Nhàn, thái độ đầy kiêu ngạo trong lời nói, gương mặt không khỏi đỏ bừng, thật sự là rất mất mặt. Trong lời nói vừa mới có bao nhiêu kiêu căng, giờ đây khuôn mặt thì có chút đau được bấy nhiêu. Từ giờ trở đi, cô là ủy viên quản trị của tư bản Thiên Lai, nhưng mà hội đồng quản trị còn chưa thành lập, cho nên cô tạm thời phụ trách cùng với tôi. Cô dành thời gian tìm hiểu một chút về công ty để đưa vào hoạt động, mục tiêu và cách thức triển khai hoạt động, sau đó thử bắt đầu tiến hành làm việc. Lúc sau, Tề Đằng Nhàn đưa Dương Quan Quan đến văn phòng của mình, đưa nhiệm vụ mà mình đã sắp xếp cho cô ta. Tâm tình Dương Quan Quan còn phải nói là cực kỳ phức tạp. Trước đó, còn khinh thường người con trai này, trong nháy mắt lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của chính mình. Dương Quan Quan có hơi do dự, hỏi, Tề Tổng, tôi không cần phải phụ trách ông Tổng Thần Bí đúng không? Ông Tổng Thần Bí không quan tâm đến hoạt động của công ty đâu, chỉ để ý lấy tiền và tiền. Tề Đằng Nhàn nghĩ, sau đó trả lời như vậy. Hướng Đông Tinh hết sức tạo ra một nhân vật như vậy, khiến kẻ địch khiếp sợ. Dĩ nhiên, hắn sẽ không chủ động bạch trần. Sau khi nghe Tề Đằng Nhàn giải thích, trong lòng Dương Quan Quan không khỏi có chút thất vọng. Vốn dĩ, cô ta từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy về Trung Quốc ứng tuyển vào vị trí thư ký hội đồng quản trị của Thiên Lai, cũng là do tổng giám đốc thần bí này thu hút. Cô ta cảm thấy có thể dựa vào nền tảng này để tiến lên trình độ cao hơn. Đáng tiếc, vị tổng giám đốc thần bí này thấy đầu không thấy đuôi, giống như chỉ đầu tư rồi thu lại tiền, không hề quan tâm đến chuyện làm ăn. Tề Đằng Nhàn nói với Dương Quan Quan, để cô gọi tôi là Tề Tổng cũng không thuận miệng lắm thì phải, tùy cô gọi kiểu gì cũng được. Dương Quan Quan cũng không khách sáo, gật đầu nói, được, vậy hiện tại công việc của tôi là gì? Cô có thể xem những tài liệu này, xử lý được cái nào thì xử lý, tôi chuẩn đi trước. Tề Đằng Nhàn lười biếng đứng dậy, mỉm cười nói, hả? Dương Quan Quan ngẩn người, tôi không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì hết, nên mới thuê cô về để làm thư ký hội đồng quản trị. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, hắn không quen làm những hoạt động kinh doanh này, cũng xem không hiểu, mà cũng lười để học thêm. Cho nên, đến giờ vẫn luôn là một tên tổng giám đốc nhàn rỗi. Dương Quan Quan gật đầu, cô ta nghĩ lại. Chẳng qua, Tề Đằng Nhàn cũng chỉ là con rối bị Hướng Đông Tinh và vị tổng giám đốc thần bí đặt ở trước sân khấu mà thôi. Người thực sự chịu trách nhiệm vẫn là do Hướng Đông Tinh đã sắp xếp sẵn trong công ty. Danh tiếng chủ tịch của hắn nghe có vẻ dọa người, nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả. Nếu không,
thì vị tổng giám đốc Hướng Chính Phi đã không nhảy ra đối đầu với hắn làm gì. Cũng phải, anh ta vốn là một quản giáo, làm sao tự nhiên có thể quản lý được công ty lớn như vậy cơ chứ? Dương Quan Quan lắc đầu cười tự giễu, sau đó bắt đầu xem văn kiện. Mình sẽ làm việc chăm chỉ để tạo ra thật nhiều lợi nhuận cho Thiên Lai. Chờ tới khi kiếm được nhiều tiền hơn, tự nhiên Tổng Giám Đốc Thần Bí sẽ biết được tên của mình. Đến lúc đó sẽ có được cơ hội gặp mặt mà thôi. Sau khi Dương Quan Quan cuộn chặt tay, quyết tâm đảm nhiệm vị trí thư ký hội đồng quản trị của Thiên Lai, cô ta bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai. Dương Quan Quan coi vốn liếng là nền tảng quan trọng nhất của cuộc đời, mà người có thể khiến cô ta thăng cấp cao hơn chỉ có thể là vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này mà thôi. Tê Đảng Nhàn vừa mới rời khỏi công ty, liền bị Hướng Đông Tinh gọi điện đến tập đoàn Hướng Thị. Chưa gì đã thấy, Hướng Đông Tinh đen mặt, hỏi, anh đánh Tổng Giám Đốc mà tôi cất công sắp xếp thành như vậy, bây giờ tôi biết bảo ai đi làm đảm nhận nữa đây. Tê Đảng Nhàn nói, để cho Lý Vân Uyển làm cũng được. Cô ấy rất có hứng thú với công ty tư bản Thiên Lai. Hướng Đông Tinh không khỏi sửng sốt, nhíu mày hỏi, anh xác định. Tê Đằng Nhàn tùy ý gật đầu. Tuy rằng Lý Vân Uyển đang làm việc trong tập đoàn Mộc Tử, nhưng hiện tại quyền lực vẫn nằm trong tay bố cô ta, Lý Long Dịch. Cho nên bây giờ cô ta chạy ra ngoài làm cũng không phải là không thể. Nếu như là người khác làm như vậy, sắp xếp như vậy, chắc chắn Hướng Đông Tinh sẽ không đồng ý, thậm chí còn nổi trận lôi đình. Nhưng ở chung với Tê Đằng Nhàn đã lâu, cũng coi như Hướng Đông Tinh đã nắm rõ được tính nết của hắn. Cô ta biết thừa tên này thật sự không thèm tranh quyền đoạt lợi. Người là anh tiến cử, tự mình thu xếp đi, Hướng Đông Tinh nói. Tê Đằng Nhàn gật đầu chấp thuận, quay đầu lại gọi điện thoại cho Lý Vân Uyển, bảo cô ta đến tư bản Thiên Lai báo tên là được. Mang tiền lương hàng năm cùng phần trăm lợi nhuận đã thu xếp xong xuôi, việc còn lại hắn cũng không muốn tham gia nữa. Tê Đằng Nhàn phủi mông bước đi. Khoan đã, còn có một chuyện nữa, Hướng Đông Tinh trầm giọng. Sao cơ? Tê Đằng Nhàn hỏi. Hướng Đông Tinh ngồi ở trên ghế ông chủ, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn gõ nhẹ, nói, Ngọc Tiểu Long từ Đế Đô huy động được chục tỷ tiền vốn, lúc nào cũng có thể tham gia vào trận chiến này. Có lẽ là vì kiêng kỵ vị tổng giám đốc thần bí mà chúng ta thổi phồng lên, Tư Ngạo Tuyết đã nới lỏng điều kiện, sẵn sàng giải quyết phân tranh thông qua phương thức nắm giữ cổ phần chéo. Anh thấy tôi có nên đồng ý hay không? Tê Đằng Nhàn cười nhạo, tổng giám đốc thần bí chẳng qua chỉ là bọt biển do cô thổi nên, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng vỡ. Tư Ngạo Tuyết đã mang tổng giám đốc thần bí mà cô thổi phồng trở thành Sở Vô Đạo, mà Ngọc Tiểu Long lại biết tên Sở Vô Đạo này. Hiện tại Sở Vô Đạo đã ra tù, lúc nào Ngọc Tiểu Long cũng có thể tìm được anh ta. Đến lúc đó chỉ cần hỏi anh ta một chút là rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Khi đó Tư Ngạo Tuyết lại nắm giữ cổ phần tập đoàn Hướng Thị, còn có Ngọc Tiểu Long hỗ trợ, cộng thêm thế lực ở Đế Đô làm chỗ dựa vững chắc, cô có chịu được sao? Trong lòng Hướng Đông Tinh cũng có chút do dự, nhưng suy nghĩ của cô ta so với Tê Đằng Nhàn đúng là không khác nhau là mấy. Cảm thấy lối đi này có chút không được, kiểu gì đến cuối cùng cũng phải chờ vũ khí rồi anh chết tôi sống. Cuối cùng Hướng Đông Tinh gật đầu nói, anh nói cũng đúng, nhưng thế lực của đối phương nhiều vô kể, dù sao anh cũng phải có gì cho tôi tin tưởng cơ chứ. Tê Đằng Nhàn nói, tập đoàn Hướng Thị là doanh nghiệp lớn như vậy, cũng không đến mức chịu không nổi. Nếu đánh một trận thì vẫn được, phải để cho tiền của bọn họ lún sâu hơn chút nữa thì mới dễ ra tay. Nếu không, bọn họ mà rút trước thì chúng ta một xu cũng không lấy được. Tôi cam đoan chắc chắn, đến lúc đó cô sẽ kiếm được một khoản khổng lồ. Trận này, cô muốn đánh thế nào thì đánh như thế ấy. Hướng Đông Tinh nghe Tề Đằng Nhàn thế non hẹn biển, ngôn từ chuẩn xác, liền nói, cũng được, dù sao tôi cũng không còn gì để mất. Hơn nữa, nếu đã lựa chọn tin tưởng anh thì sẽ tin tưởng đến cùng. Hướng Tổng quả là một người thông minh, Tề Đằng Nhàn giơ ngón tay lên khen ngợi Hướng Đông Tinh. Hướng Đông Tinh là một nữ cường nhân, đối với bản thân cũng rất có lòng tin. Cho dù tập đoàn Hướng Thị có bị đánh bại đi chăng nữa thì cô ta vẫn còn vốn liếng, có thể dựa vào đó tái xuất giang hồ. Hướng Đông Tinh lại đưa tay gạt bút chì cắm trên tóc, lạnh lùng nói, nhưng nếu như để tôi phát hiện anh lừa tôi thì cho dù làm quỷ tôi cũng phải đi theo anh. Vậy tôi treo một cái chung quỷ ở đầu giường là được rồi. Tê Đằng Nhàn nhún vai, vẻ mặt không sao cả.
Hướng Đông Tinh bị những lời này làm cho tức điên, tức đến gần chết. Xong rồi, không còn việc gì nữa, tôi mời anh đi cho. Tê Đằng Nhàn cũng không trở về nhà nằm ngay, mà ở trong tập đoàn Hướng Thị, đợi đến giờ ăn trưa, cơm nước xong xuôi mới rời đi. Trong lúc này, hắn có suy nghĩ một số chuyện. Nhanh như vậy mà Ngọc Tiểu Long đã huy động được cả chục tỷ tiền vốn. Đoán chừng là đang muốn động tay động chân. Hoặc cũng có thể, trong quá trình trao đổi, bị Tê Đằng Nhàn chọc giận, nên mới định khiến cho hắn một trận ra cái gì mới là chênh lệch, cái gì mới là khoảng cách. Ngỗng đầu to, tôi cho anh sắp xếp tiền bạc, đã chuẩn bị xong chưa? Tê Đằng Nhàn gọi điện thoại trở về nhà tù Udo, tìm được Cổ Tân Tư Cơ, mở miệng hỏi. Ha ha, nhị đương gia, gần đây tôi sai người điều tra một chút, cảm thấy phương án của anh rất khả thi, rất có cơ hội kiếm tiền. Ừ, tôi có hỏi thêm một số người bạn, đã góp được 50 tỷ vàng vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của tôi. Tất cả đã sẵn sàng. Cổ Tân Tư Cơ cười sảng khoái, trả lời. Tài sản của Cổ Tân Tư Cơ lên đến hàng trăm tỷ đô la. Ví tiền của người dân ở Tuyên Quốc đều bị tên đầu sỏ này bao sạch sẽ. Một mình anh ta có lẽ không kiếm được số tiền khổng lồ đó, nhưng anh em của anh ta cũng đều là đầu sỏ sóc mạch ví tiền của người dân Tuyết Quốc. Góp được 50 tỷ vàng, tuy nói có vẻ khó, nhưng cũng không phải là chuyện không thể thực hiện. Chờ Tây Đằng Nhàn yên lòng, nói, còn có một chuyện cần nhờ anh thu xếp một chút. Hãy tìm cho tôi thêm vài chuyên gia về kinh tế vĩ mô và vi mô, tôi chuẩn bị bắt đầu rồi. Cổ Tân Tư Cơ cũng toàn tâm toàn ý chấp thuận. Loại chuyện kiếm được tiền tốt như này, có gì mà phải từ chối cơ chứ? Tập đoàn Hổ Môn, tập đoàn Từ Thị và các thế lực khác, nếu đã muốn động đến tập đoàn Hướng Thị, thì việc đầu tiên chính là đem vốn đầu tư rót vào thị trường chứng khoán để làm trống. Tự nhiên, có một số lượng lớn số tiền đổ vào thị trường chứng khoán như vậy sẽ gây ra sự hỗn loạn. Điều này khiến cho nhiều kẻ nắm được cơ hội. Mặc dù Cổ Tân Tư Cơ đang ngồi trong tù, nhưng cũng đã không ít lần ra lệnh cho người nghiên cứu tình hình một lượt. Anh ta phát hiện thật sự sẽ sản sinh lợi nhuận, liền nhanh chóng liên hệ với mấy người bạn, cũng là đầu sò của Tuyết Quốc, huy động được khoảng 50 tỷ vàng. Đám người Từ Ngạo Tuyết khiến cổ phần của tập đoàn Hướng Thị tăng cao. Tập đoàn Hướng Thị thu được bao nhiêu, đến khi đó phải xem tiền bên này nhiều hơn mới phân thắng bại được. Có trong tay 50 tỷ này, Tê Đằng Nhàn cảm thấy không thể thua được. Lúc trước, khi gặp mặt đám người Ngọc Tiểu Long, Từ Ngạo Tuyết cùng lắm cũng chỉ là khẩu chiến mà thôi. Nếu lần này thực sự làm như vậy, chẳng khác gì xé mặt nhau. Tổn thất lần này cũng không phải là chuyện nhỏ mấy trăm vạn như trước, mà là mấy tỷ, mấy chục tỷ. Tuy mình không cần Ngọc Tiểu Long giúp, nhưng cô ta vẫn chủ động hỗ trợ vài lần. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là mình đã nợ cô ta một ân tình. Được rồi, đến khi đó quay lại cảnh cáo cô ta một chút. Nếu vẫn không thể khiến cô ta thay đổi, thì cũng chẳng phải là lỗi do mình. Tê Đằng Nhàn vuốt cằm trầm tư một hồi. Mũi tên này, một khi đã bắn, thì không thể có chuyện quay trở lại cung tên được nữa. Dù là muốn thu lợi nhuận từ phía Từ Ngạo Tuyết, thì vẫn luôn phải cẩn trọng từng bước, không chút vội vàng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ được. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tê Đằng Nhàn thấy là số lạ thì trực tiếp cúp máy. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên. Tê Đằng Nhàn thấy đây vẫn là cuộc gọi thứ hai thì mới bắt máy. Sau khi nhận, liền nghe được giọng điệu khách sáo từ bên kia. Xin chào Tề tiên sinh, tôi là Dương Lệnh Quang, chủ tịch tỉnh Đông Hải. Tê Đằng Nhàn ngẩn người hỏi lại, chủ tịch tỉnh, ngài tìm tôi có việc gì sao? Dương Lệnh Quang nói tiếp, là như này, có người nhờ tôi tìm Tề tiên sinh, không biết Tề tiên sinh có rảnh để gặp mặt hay không? Không rảnh, gần đây tôi rất bận. Tê Đằng Nhàn nói xong câu này, liền cúp điện thoại. Dương Lệnh Quang cầm điện thoại mà đơ cả người. Mẹ nó, cũng to gan quá đi, có người dám cúp thẳng điện thoại của ông ta luôn. Đối với chuyện Dương Lệnh Quang tìm mình, tất nhiên trong lòng Tây Đằng Nhàn đã biết rõ lý do, rõ là vì chuyện của Sở Vô Đạo. Hắn không biết Sở Vô Đạo có thể giúp hắn làm gì, nhưng việc có thể khiến cho vị Vĩnh Dạ Quân Vương này mở lời trước thì chắc chắn không phải là chuyện gì đơn giản. Tây Đằng Nhàn không muốn dính tới phiền phức, trốn được lúc nào hay lúc đó vậy. Chủ tịch tỉnh, việc này. Thư ký Ngô nhìn thấy Dương Lệnh Quang bị đối xử như vậy, bày ra vẻ mặt cười khổ. Chờ đến khi rảnh, tôi sẽ đến thẳng công ty tìm cậu ta. Sắc mặt Dương Lệnh Quang tối sầm lại, trầm giọng nói. Không chỉ có vậy,
Tề Đẳng Nhàn còn được Kiều Quốc Đào gọi đến Kiều gia một chuyến. Kiều Quốc Đào thân là trưởng bối, nên đối xử với hắn rất mực quan tâm, hỏi thăm tình hình công việc gần đây như thế nào. Giữa cháu và Thu Mộng, tuy có danh phận vợ chồng, nhưng lại không có tình cảm, như vậy cũng không tốt lắm. Bố cháu gửi thư cho chú, bảo chú thúc giục cháu mau lên. Kiều Quốc Đào thở dài, nói, ách ách, chú Kiều, cháu sẽ cố gắng. Chú cũng biết tính tình Thu Mộng cao ngạo, mà thành tích hiện tại của cháu ở trong mắt cô ấy cũng không được tốt cho lắm. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng đáp ứng. Kiều Quốc Đào bất đắc dĩ gật đầu, đúng là con gái của ông cao ngạo, người làm cha như ông hiểu rất rõ ràng. Nhất là gần đây, hình như Kiều Thu Mộng vô cùng để ý đến sự xuất hiện của tổng giám đốc thần bí kia, hỏi thăm ở khắp mọi nơi. Trên phố cũng có lưu truyền vài tin đồn, nói là vị tổng giám đốc thần bí này có ý với Kiều Thu Mộng, đồn đến mức không thể chấp nhận chính là lúc trước Kiều Thu Mộng đã sớm tự định chung thân với vị lão tổng thần bí này rồi. Chẳng qua, lúc đó lão tổng thần bí này quá nghèo nên mới bị Kiều gia dùng gậy đánh uyên ương. Hiện tại, lão tổng thần bí quật khởi chính là để tìm lại người phụ nữ mình yêu nhất năm đó. Cái này khiến cho Kiều Quốc Đào vẫn luôn lo lắng cho đoạn nhân duyên giữa Tề Đằng Nhàn và Kiều Thu Mộng. Bàng Tú Vân nghe thấy vậy thì khinh thường ra mặt. Lão tổng thần bí đó có năng lực lớn như nào, có thể dọa cho hai người từ Ngạo Tuyết và Vương Hồ rút lui. Sau lưng còn có Thiên Lai Capital trị giá vài tỷ làm chỗ dựa, là thứ mà tên phế vật như Tề Đằng Nhàn có thể so sánh được hay sao? Kiều Thu Mộng cả người mệt mỏi, vừa về tới nhà nhưng trên mặt lại khó nén khỏi hưng phấn và kích động. Gần đây, chuyện tốt kéo đến liên tục, hạng mục hợp đồng cứ một cái lại một cái kéo đến khiến cô ta kiêu ngạo hẳn ra. Nói chuyện hợp tác thỏa đáng với Thiên Lai Capital, còn có điều kiện chia lợi nhuận cực kỳ phong phú, quả thực chính là giống như nhặt được tiền vậy. Hắn cũng giúp mình lấy được hợp đồng hợp tác 5 triệu với bên ngoài tập đoàn Hướng Thị, nhưng so với Thiên Lai Capital bên này thì lại ít đi rất nhiều. Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đằng Nhàn thì hơi gật đầu một chút, trong lòng lại nghĩ. Cô ta đã bắt đầu so sánh giữa Tề Đằng Nhàn với vị lão tổng thần bí chưa từng lộ diện kia, cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa hai người là cực kỳ lớn. Sao rồi, hôm nay Thu Mộng có gặp được vị lão tổng thần bí kia không? Bàng Tú Vân hưng phấn hỏi. Không có đâu mẹ, là do cao tầng trong Thiên Lai Capital tới bàn chuyện hợp tác với con. Vị lão tổng thần bí này thật sự rất thần bí, nhóm nhân viên của anh ta cũng không biết được anh ta là thần thánh phương nào cả. Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói. Bàng Tú Vân trả lời, vậy thì thật đáng tiếc, vị lão tổng thần bí này giúp con như vậy. Dù sao đi nữa thì con cũng phải tìm được cơ hội gặp mặt người ta rồi nói lời cảm ơn mới phải. Kiều Thu Mộng nói, con tin rằng nhất định sẽ có ngày nhìn thấy hắn, sẽ có cơ hội này thôi. Tề Đẳng Nhàn hơi im lặng một chút. Lão tổng thần bí chỉ là thủ đoạn lăng xê ảo ảnh của Hướng Đông Tinh mà thôi. Nhưng hiện giờ xem ra, hình như có rất nhiều người lại coi hắn trở thành người thật. Anh ra ngoài với tôi một chút. Sau khi ăn cơm chiều, Kiều Thu Mộng nói với Tề Đẳng Nhàn một câu để hắn ra ngoài tản bộ với cô ta. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết là cô ta muốn nói chuyện gì nên lập tức đi theo sau. Anh đừng có tham gia vào đấu tranh giữa tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị nữa. Cứ thanh thản ổn định, làm tốt công việc của anh là được. Anh cũng không còn là đại thiếu gia Tề gia của trước kia nữa đâu. Kiều Thu Mộng mở miệng chính là một miệng lời nói nghiêm trọng, ngữ khí mang theo hương vị cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn nói, sao lại muốn nói chuyện này với tôi? Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu, hôm nay tôi vô tình chạm mặt Từ Tổng nên có hàn huyên vài câu với cô ta. Cô ta có thành lập một công ty đầu tư rồi mời tất cả xí nghiệp lớn của thành phố Trung Hải đầu tư vào. Số tiền được đầu tư đó đều sẽ được đầu nhập vào trong cuộc đấu tranh với tập đoàn Hướng Thị. Tất nhiên là cô ta cũng có mời tôi. Tuy rằng tôi không tham gia vào, nhưng cũng không muốn tiếp tục bàng quang đứng nhìn anh lấy trứng chọi đá. Từ Tổng, còn có Vương Hồ, thậm chí còn nghe nói có cả Ngọc Tường Quân cũng sẽ hỗ trợ đầu tư. Anh đứng về phe tập đoàn Hướng Thị nhà nhót lung tung ở trước mặt bọn họ, sớm hay muộn gì cũng sẽ phải tan xương nát thịt mà thôi. Một khi tập đoàn Hướng Thị ngã xuống thì sẽ không còn ai có thể bảo vệ cho anh được nữa. Tề Đằng Nhàn nói, cô khẳng định là tập đoàn Hướng Thị sẽ thua hay sao? Không phải cô rất tin tưởng vào vị lão tổng thần bí này hả? Tuy rằng bối cảnh của lão tổng thần bí phi phàm,
nhưng tài chính lần này của bọn họ quá khổng lồ. Chẳng sợ anh ta có khả năng thông thiên đi nữa, thì cũng sẽ không có biện pháp nào ngăn cản được đại thế cuồn cuộn này đâu. Anh ta là người thông minh, nhiều lắm là do hướng đông tinh mượn thế mà thôi, sẽ không thật sự tham gia vào đó. Nếu không thì cũng sẽ chưa từng hiện thân cho tới bây giờ. Nhưng mà ngược lại là anh lại giống như một tên ngốc, cái gì cũng không biết là sao. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đằng Nhàn, trên mặt đều là lạnh lẽo trầm giọng hỏi. Tề Đằng Nhàn cười nói, cái gì tôi cũng biết rõ cả, thậm chí tôi còn biết Tư Ngạo Tuyết, Vương Hồ và những người đó nhất định là sẽ thua. Tập 55 xin kết thúc tại đây. Như Quỳnh xin hẹn quý vị khán thính giả vào những tập phát sóng tiếp theo. Mọi người đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh Ngôn Tình Twitter để nhận được những thông báo mới nhất.